Thưa quý vị, phiên giao dịch cuối tuần của thị trường chứng khoán lại tiếp tục là một phiên giao dịch khá buồn tẻ. VN-Index hiện giờ đã giảm 0,5% và xuống dưới mốc 560 điểm. Còn sàn Hà Nội thì cũng đã giảm 4 phiên liên tiếp và ngày càng rời xa mốc 80 điểm. Thanh khoản tuy nhiên trên cả hai sàn thì cũng vẫn ở mức trung bình là khoảng 2.600 tỷ đồng. Và để bàn nhiều hơn về phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trò chuyện ngay sau đây với anh Nguyễn Thanh Lâm, phó phòng phân tích của công ty chứng khoán Maybank Kim An. Xin chào anh Lâm. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái mốc hỗ trợ 570 điểm của VN-Index đã bị vi phạm một cách khá là nặng nề rồi. Thì chúng ta thấy rằng là bởi vì có những cái thông tin không tốt, ví dụ như là ảnh hưởng từ thị trường châu Á, cũng như là ví dụ như là giá xăng hoặc là lạm phát của thị trường trong nước thì cũng đã tăng lên. Tuy nhiên chúng ta cũng không có không ít những cái thông tin tích cực khác, ví dụ như là những cái dự báo về tăng trưởng GDP, hay là chúng ta thấy rằng là mới đây cái tin hỗ trợ về thị trường bất động sản cho cái gói 30.000 tỷ đồng thì chắc là sẽ được tiếp tục thôi. Như vậy thì theo anh, riêng về nhóm bất động sản đi, thì liệu rằng có những cái triển vọng gì hay không trong những cái phiên sắp tới? Vâng, nói một tí về thị trường trước vậy. Thì chúng ta thấy rằng là phiên ngày thứ 6, cái việc thị trường giảm tương đối mạnh thì nó cũng có phần ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Phiên thứ 6 có thể nói là một phiên giao dịch rất là kém của cả thị trường châu Á và châu Âu nói chung. Khi mà chúng ta thấy rằng là Nikkei của Nhật Bản thì đã giảm hơn 3,5%, và kéo theo đó thì hàng loạt những thị trường khác ở châu Á và châu Âu thì cũng chìm trong sắc đỏ. Và trong một cái bối cảnh như vậy, trong một cái bối cảnh mà cái dòng tiền tại thị trường Việt Nam, cái lực cầu bên phía người mua tại thị trường Việt Nam nó cũng còn đang rất là dè dặt, thì rõ ràng trong một cái phiên mà thị trường thế giới đang đỏ lửa như vậy thì các người mua họ cũng rất là thận trọng. Vâng. Và đã khiến cho thị trường chúng ta tiếp tục có thêm một cái phiên giảm điểm trong ngày hôm thứ 6 hôm nay. Về những cái thông tin mà bạn vừa mới chia sẻ lúc nãy thì chúng ta thấy rằng là bỏ qua những cái nhiễu động ngắn hạn thì chúng ta nhìn về mặt trung hạn một tí. Rõ ràng là về mặt kinh tế vĩ mô Việt Nam của chúng ta thì vẫn ở trong một cái chiều hướng tích cực. Chúng ta có một cái dự đoán về một cái forecast về GDP trong năm 2016 khá là tốt. Chúng ta cũng có những cái thông tin tích cực. Ngay trong ngày hôm thứ 6 này thì chúng ta cũng vừa mới có thông tin PMI tháng 3 của Việt Nam tiếp tục ở trên mức 50, có nghĩa rằng là nền kinh tế Việt Nam vẫn đang ở trong một cái pha mở rộng, tiếp tục phát triển. Và thông tin mà bạn cũng vừa mới chia sẻ lúc nãy đó là cái việc tiếp tục duy trì cái gói 30.000 tỷ đồng cho đến kỳ giải ngân hết cũng là một cái thông tin hỗ trợ cho thị trường, đặc biệt là cho nhóm bất động sản. Và quay trở về với lại cái câu hỏi về thị trường bất động sản thì rõ ràng nói gì nói đây vẫn là một cái thông tin hỗ trợ đối với lại các cái cổ phiếu bất động sản trên thị trường của chúng ta. Nếu mà chúng ta nhìn về con số thống kê, chúng ta sẽ thấy rằng là hiện tại bây giờ thì cái gói 30.000 tỷ đồng về mặt cam kết thì đã cam kết cho vay được khoảng tầm hơn 26.000 tỷ đồng, có nghĩa là con số còn lại chỉ khoảng 4.000 thôi, không lớn lắm. Nhưng mà về mặt thực tế giải ngân thì thực tế giải ngân chỉ mới khoảng tầm 17-18.000 tỷ đồng, có nghĩa là cái dư địa cho vấn đề giải ngân trong cái gói 30.000 tỷ đồng này nó vẫn còn khá nhiều, khoảng 40%. Và như vậy thì một cái chính sách chính phủ cho phép tiếp tục duy trì gói 30.000 tỷ đồng này cho đến khi nào hết thì ít nhiều gì nó cũng là một cái lực đỡ nhất định cho tâm lý đối với lại nhà đầu tư khi đầu tư vào các cổ phiếu bất động sản trên thị trường của chúng ta. Vâng, còn đối với một cái ngành khác là ngành thép, và với ngành thép thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái nhóm cổ phiếu mà dường như là tăng giá nhiều hơn là giảm giá trong cái thời gian vừa qua. Và ngay cả cái giá thép bán trên thị trường thì nó cũng dường như nó cũng có một cái bước tăng, nó đồng hành với lại giá cổ phiếu của doanh nghiệp luôn. Nhưng mà nếu như mà tăng thì cũng ở một cái mức độ nào đó thôi. Thì theo anh á, đến cái thời điểm này thì cái cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành thép nó sẽ có ở một cái triển vọng như thế nào đối với những cái nhà đầu tư, chúng ta nói về nhà đầu tư lướt sóng nhiều hơn đi. Thật ra thì đứng ở phía góc độ doanh nghiệp thì có thể lý giải cho cái việc tại sao mà các doanh nghiệp thép thời gian vừa qua thì cũng có vẻ là có cái tình hình kinh doanh nó sáng sủa hơn. Cái lý do nó đến từ hai vấn đề. Thứ nhất đó là giá quặng thép trên thị trường thế giới có tăng, tăng khoảng 20% nếu chúng ta tính so với lại giá đầu năm. Thì như vậy thì khi mà giá quặng thép tăng như vậy thì giá bán thép trong nước của chúng ta cũng có chiều hướng tăng theo, và như vậy thì cái tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung là nó khởi sắc hơn, đặc biệt là với những doanh nghiệp nào mà họ chủ động được về cái việc sản xuất phôi thép trong thị trường Việt Nam của chúng ta, ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn. Rồi thêm vào đó thì có một cái thông tin cũng rất là đáng chú ý trong khoảng thời gian một tháng trở lại đây, đó chính là cái thuế phòng vệ đối với lại thép nhập khẩu từ nước ngoài vào, trong đó đặc biệt là thép của Trung Quốc. Thì như chúng ta cũng biết với nhau đó là trong năm 2015 thì một trong những cái vấn đề khó khăn nhất mà thậm chí là một số cái doanh nghiệp đầu ngành về thép đã phải gửi đơn kiến nghị lên trên Bộ Tài chính để mà yêu cầu rằng là phải có những cái biện pháp để kiểm soát cái việc nhập khẩu thép từ phía Trung Quốc vào. Và như vậy thì một cái thông tin rằng là Bộ Tài chính sẽ đưa ra một cái biện pháp phòng vệ về mặt thuế đối với lại các sản phẩm thép nhập từ nước ngoài vào Việt Nam thì là một
một cái có thể nói là một cái cú hích rất là lớn về mặt tâm lý đối với lại nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán của chúng ta khi mà đầu tư vào các cái cổ phiếu ngành thép này. Và chúng ta đã ngay từ lúc mà manh nha cái vấn đề là có cái thông tin này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã chứng kiến một cái sự đi lên cũng rất là tốt về giá cổ phiếu của các cái doanh nghiệp thép, đặc biệt là các nghiệp thép đầu ngành như là Hoa Sen, như là Hòa Phát trong khoảng thời gian vừa qua. Và tôi nghĩ rằng là cái triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp này, đặc biệt trong quý 2 thì nó sẽ càng được phản ánh tích cực một cách rõ nét hơn, bởi vì cái thuế phòng vệ này nó chỉ mới bắt đầu có cái hiệu lực từ giai đoạn khoảng cuối quý 1 của chúng ta thôi. Thì như vậy thì cái hiệu ứng của nó vào trong kết quả kinh doanh quý 1 thì sẽ chưa cao, nhưng mà khi bắt đầu bước sang quý 2 thì cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sắt thép chắc chắn là sẽ có những cái sự cải thiện dựa trên cái hiệu ứng của cái thuế phòng vệ này. Còn đối với lại các nhà đầu tư thích trước sóng thì anh thấy cái nhóm cũng như ngành thép này nó có khả thi không? Nói riêng về câu chuyện Hòa Phát thì chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là mới vừa hôm thứ năm vừa rồi, thứ năm ngày hôm trước đây một ngày thôi, thì cũng là đại hội cổ đông của Hòa Phát, thì cũng rất là nhiều cái thông tin tích cực từ cái kết quả quý 1 cũng khả quan, rồi từ những cái đánh giá về mặt cổ tức cũng rất là khả quan đối với là doanh nghiệp này. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái yếu tố về mặt thị trường nó vẫn tác động rất là lớn đến những cổ phiếu dạng như Hòa Phát, bởi vì cái mức độ đầu cơ đối với là những cổ phiếu này nó cũng lớn. Cái lượng hàng trôi nổi và cái lượng hàng mà các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào để mà lướt sóng thì nó vẫn là một cái mức rất là cao. Và do đó cho nên rằng là nếu mà nói về góc nhìn ngắn hạn thì có lẽ là vẫn phải quay về câu chuyện thị trường thôi. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy cái sự chuyển mình của thị trường, có nghĩa là thị trường thoát ra được khỏi cái pha điều chỉnh giảm hiện nay và quay trở về với những cái xu hướng bình ổn hơn, có thể không cần là tăng nhưng mà có thể là bình ổn hơn, đi ngang hoặc là tăng giá nhẹ gì đấy, thì có thể đó là lúc mà chúng ta tham gia lướt sóng đối với các cổ phiếu sắt thép nó phù hợp hơn. Còn trong một cái chiều hướng mà thị trường vẫn đang tiếp tục theo một cái xu hướng đi xuống trong ngắn hạn như là những gì đã diễn ra trong tuần này, thì có lẽ rằng là cái sự thận trọng đối với lại cái nhóm ngành sắt thép vẫn là một cái điều không thừa trong ngắn hạn. Vâng, và cũng có thể thấy rằng là tâm lý nhà đầu tư thì có thận trọng thật, không chỉ riêng ở những cổ phiếu mà có thể lướt sóng, mà cái độ rộng nó cũng đã lan ra rất là nhiều rồi trong cái phiên ngày hôm nay. Vâng, và cảm ơn anh Lâm rất nhiều vì phân tích vừa rồi. Quý vị vừa được nghe tham khảo những ý kiến phân tích của anh Nguyễn Thanh Lâm đến từ công ty chứng khoán Maven Kim An, và chúng tôi sẽ quay trở lại với bản tin ngay sau đây. Thưa quý vị, sau đây sẽ là phần tóm tắt của chúng tôi về các thông tin chính đã phát trong bản tin ngày hôm nay. Xung quanh thông tin đề xuất của Bộ Tài chính về tăng 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu, bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết hiện Bộ chưa có kế hoạch để trình chính phủ điều chỉnh. Theo bà Mai, để triển khai giải pháp này cần có sự tổng kết, đánh giá v.v. Từ đó mới có đưa ra những đề xuất các chính sách phù hợp, cân đối thu chi ngân sách nhà nước cũng như những mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vào các ngày qua tại tỉnh Trà Vinh, nhiều hoạt động hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân cũng đã được tích cực triển khai. Mỗi hộ nghèo được nhận 2 bình nước lọc, 2 bình trữ nước loại 20 lít một bình và bột xử lý nước. Trước đó, khi chưa được hỗ trợ, người dân phải tắm giặt bằng nước sông nhiễm mặn và mua nước bình với chi phí cao. Thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam VSA cho biết, theo thống kê sơ bộ, lượng thép tiêu thụ trong tháng 3 ước đạt 763.000 tấn, tăng 66% so với tháng trước, cao nhất trong lịch sử ngành thép. Tâm lý muốn gom hàng sau quyết định áp thuế tự vệ tạm thời của Bộ Công Thương cũng là nguyên nhân đẩy lượng thép tiêu thụ tăng cao kỷ lục. Theo VSA, các doanh nghiệp hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, nên các đại lý, nhà phân phối không cần phải gom hàng tích trữ thép. Hãng bảo hiểm Trung Quốc An Bang đã từ bỏ kế hoạch mua lại tập đoàn khách sạn Starwood, mở đường cho đối thủ Marriott. Dự kiến sau này khi mua lại Starwood thì Marriott sẽ trở thành chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất thế giới với 5.700 khách sạn. Bộ Tài chính Tây Ban Nha cho biết nước này đã vượt mục tiêu thâm hụt ngân sách đề ra cho năm 2015. Điều này càng gây áp lực lên chính phủ trong việc đẩy mạnh cắt giảm chi tiêu ngân sách trong năm 2016. Để đạt mục tiêu thâm hụt 2,8% trong năm nay, chính phủ mới sẽ phải tiết kiệm được khoảng 25 tỷ euro. Việc này có thể được thực hiện bằng cách tăng thuế và giảm chi tiêu xã hội. Thưa quý vị, phần tóm tắt vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị hãy ghé thăm trang website của FBNC để có thêm thông tin và video của các chương trình khác trên kênh FBNC. Đến đây thì Tú Trinh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin FBNC lần sau.